Mang giày sang nhà bà chúc Tết, thanh niên được bà cho mở mang tầm mắt với đôi giày cổ đời đầu. Theo đó, chàng trai có order một đôi giày bata nội địa Trung với giá vài trăm nghìn đồng để mang đi chúc Tết. Chuyện cũng không có gì đáng nói khi đôi giày này được phối màu trông vô cùng bắt mắt, là gu thời trang của giới trẻ hiện nay. Thế nhưng sau khi chàng trai mang đôi giày này qua để chúc Tết bà ngoại, thì phản ứng của bà phải khiến cho thanh niên cảm thấy đắng lòng khi bị hỏi đôi này đáng giá mấy chục nghìn. Thậm chí vì không vừa lòng với đôi giày của cháu mang, bà còn tặng luôn cho thanh niên một đôi giày khác mà khi dân mạng nhìn vào thì liền khẳng định bà hẳn là girl phốt đời đầu. Bà ngoại hỏi đôi này mấy chục nghìn, bà cho đôi giày khác. Ai giày? Đôi đi lấp lánh gì? Đâu bà đưa cho xem nào. Lấp lánh luôn. Được biết đây là giày Louis Vuitton với sự thiết kế tinh xảo đến đầy đá quý lấp la lấp lánh và mang theo một chút hơi thở của thời điểm từ thời xa xưa đã khiến dân tình khi xem không khỏi trầm trồ. Bên dưới là một số bình luận để lại: bà có đôi giày cháy thế, chắc hồi trẻ cũng là girl phố chính hiệu. Không mang vì không hợp gu, nhưng nó là món quà đắt giá, có tiền cũng không mua được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.